tiếp theo em xin giao lưu một cây sam hương dáng trực tàn mịn ha. Cây này có bộ tàn rất là dày rồi. Cây có gốc to, có ngón tay cái và cao chỉ khoảng tầm 6 cm thôi. Đó, mình về mình thay nó vô một cái chậu gốm nhỏ thế này, mình đắp một ít rêu nữa. Mình để tàn chơi tới để bàn chơi rất là đẹp ha. Bộ tàn của cây đó rất là ấm rồi nè. Giờ rồi em xin giao lưu cây sam hương mini này với giá là 150.000 đã bao ship. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để ở phần mô tả ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.